Chào các bạn, chào các cháu. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến cả nhà là món cá riêu hồng, chiên nước mắm, sốt me, tỏi ớt. Món này ăn cơm hay nhâm nhi bia rượu đều được. Bây giờ mình mời cả nhà cùng vào làm với mình nha. Mình có một con cá riêu hồng 600 g, 30 g tỏi, 40 g me, một trái ớt sừng, ba trái ớt cay và ít gấc ngò. Mình cho 50 ml nước nóng của mình ngâm me. Mình đi cắt tỏi, cắt ớt và đây có 5 g gừng này, mình cắt ra mình xay luôn. Mình bỏ gấc ngò vô mình xay luôn. Con cá này thì mình rửa sạch bằng rượu, bằng muối, bằng giấm và mình lau khô để khi mình chiên nó không có văng. Mình lau cả trong ruột nó luôn. Mình lau tượng trưng thôi chứ mình đã lau rồi. Bây giờ mình khứa cá ra. Còn tương cũng cà phê muối. Bây giờ mình rắc cho mình cá hai bên. Đó, mình xoa đều. Khoảng 1/4 cũng cà phê muối là được rồi. Bây giờ mình lắp nước me. Mình cho thêm nước nữa, tại vì nó còn nhiều me lắm. Cho thêm nước vô. Cho ra cái tô lớn đó, để mình để nó nằm xuống như vậy này, thì nó ra hết hết cái cốt me. Mình đi làm nước sốt, 1 muỗng canh tương ớt. Mình cho vô 2 muỗng canh nước me. Phần còn lại thì mình cất ở trong tủ đông đó, khi nào mình sử dụng sau. 2 muỗng canh rưỡi nước mắm. 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. 1 muỗng canh rưỡi đường. 3 muỗng canh nước lọc. Mình khuấy cho tan đường. Mình cho dầu vô mình chiên cá. Dầu nóng mình cho cá vô mình chiên. Mình đừng có chiên lửa to quá nó văng. Vừa rồi mình quên mình không mở máy. Dầu nó không ngập thì mình tưới lên như này này. Chứ lát nữa là mình không tưới lên là lát mình lọc cá không được. Cái chảo của mình hơi to. Mình chiên cá 10 phút rồi giờ mình lật cá. Mình chiên khoảng 8 phút thôi. Bây giờ mình lấy cá ra. Cho dầu ăn vào trong chảo khoảng 3 muỗng canh. Cho cái phần tỏi ớt nãy mình xay vô. Tỏi ớt vàng thơm mình cho cái phần nước sốt nãy mình pha vô. Và mình để lửa nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ mình nếm mình xem vừa chưa. Cái phần nước sốt mình vừa rồi, bây giờ mình tắt bếp. Phần nước sốt đang nóng mình chế trên cá. Bây giờ mình dành cho cả nhà xem nè. Rất là ngon cả nhà ơi, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Mình mời cả nhà nha. Chua chua ngọt ngọt ngon lắm cả nhà ơi, gia vị rất vừa ăn. Video của mình đến đây là hết, chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.